Hai ngày qua, một số cơ quan báo chí đưa tin, trong thời gian từ tháng 8 đến giữa tháng 9, một cơ sở sơ chế rau đặt tại phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phù phép rau từ chợ đầu mối thành rau sạch Đà Lạt chuẩn Việt Gáp. Những sản phẩm này sau đó được dán nhãn của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Trình Nhi có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng và đưa đến tiêu thụ tại một số siêu thị. Đặc biệt, trên tem này còn có logo biểu thị rau củ đạt chuẩn Việt Gáp. Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Sự việc này đã khiến cho nhiều người dân bất ngờ và hoang mang, bởi với họ, rau trong siêu thị vốn là lựa chọn an toàn và tin cậy. Họ nhập cái rau sạch Việt Gáp để bán cho người tiêu dùng thì cái đó là tốt. Nhưng nếu họ lấy ở cái chợ đầu mối về trà trộn thì cái đó là không chấp nhận được. Là cái rau đó là mình không biết rõ nguồn gốc, có thể là cái rau không được sạch. Cái Việt Gáp đó mình là biết được cái chất lượng của nó thôi. Mua siêu thị là có tin tưởng đi vào mua siêu thị, để họ làm rất sạch sẽ. Nhưng cái sự họ trà trộn thì mình không biết thôi. Bọn em mua rau thì chủ yếu là niềm tin thôi anh ạ. Chứ còn bọn em cũng không có máy móc để phân tích được cái việc gọi là chất lượng hay không chất lượng. Thì khi mà vào siêu thị thì mình bỏ cái đồng tiền ra thì mình hy vọng là cái trận rau hoàn toàn là phải sạch, giống như kiểu là ý muốn của mình. Trong thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố cũng đã có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng vào việc được cấp giấy phép, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất rau an toàn để thu gom các loại rau không rõ nguồn gốc xuất xứ để đưa vào cung ứng cho hệ thống siêu thị. Đề xuất cơ quan chức năng là phải thường xuyên kiểm tra, bởi vì là cũng có khi người ta làm ăn gian dối. Cái nơi người ta đưa đến cũng có khi là người ta có sản xuất thật, nhưng mà người ta không đủ để đưa vào cung cấp cho siêu thị thì người ta sẽ mua ngoài. Đúng không ạ? Thì cái đó là làm ăn gian dối. Cái đó là phải cơ quan chức năng là phải kiểm tra thường xuyên để kiểm tra cái đầu vào cho nó chất lượng, cho dân ăn, cho nó đảm bảo chất lượng. Bởi vì người ta bỏ cái tiền ra mua trong siêu thị là nó sẽ đắt hơn. Theo quy định, khi nhập hàng, các siêu thị đã có quy trình kiểm tra giám sát chặt chẽ về nguồn hàng hóa đầu vào. Vì thế, khi chất lượng rau không đảm bảo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng và chính uy tín của các siêu thị. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, bán lẻ, thậm chí là các nhà sản xuất, phân phối, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa trên thị trường.